Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube Hana Vlog Cuộc Sống Úc. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn video của mình. Và lời đầu tiên mình xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe mọi người đang coi video này nha. Trong dịp nghỉ lần trước thì nhà mình đã trải qua 7 ngày ở trong SeaWorld Resort. Khu resort này thì được xây dựng kế bên cái khu SeaWorld, tức là một cái thêm bạc, một cái khu trò chơi luôn. Bởi vậy nên là cái khu nghỉ dưỡng của mình nó sẽ bao gồm rất là nhiều dịch vụ. Và hôm nay sẽ cùng chúng mình trải nghiệm một ngày cùng vui chơi ở SeaWorld nha. Trong gói dịch vụ của nhà mình ở đây thì có bao gồm luôn cả đồ ăn sáng. Nên khoảng 8 giờ sáng nhà mình sẽ xuống dưới lầu để ăn sáng. Khoảng 9 giờ rưỡi gì đó thì sẽ có cái hoạt động chụp hình với những cái nhân vật hoạt hình này nè. Nhà mình thì đang ở ngoài kia, còn mình không đi đâu được, tôi đi ngồi đây giữa đống đồ nè. Theo như mình thấy thì mỗi ngày sẽ có một nhân vật hoạt hình khác nhau để đứng cùng chụp hình với các bé. Sau khi mà ăn uống xong xuôi thì nhà mình sẽ quay lại phòng khách sạn để chuẩn bị đồ đạc đi xuống. Vì nó là cái khu nằm kế bên nhau với cái theme park nên là chỉ cần đi ngang qua cổng là các bạn có thể đi vào được SeaWorld rồi. Lúc vừa mới bước vào trong thì đây là cái chỗ để biểu diễn xiếc cá heo. Lúc này nhà mình vẫn thoải mái lắm, đâu biết là nó đang biểu diễn ở bên trong đâu. Tại vì không có thấy ai, cũng có thấy bảng hiệu gì hết trơn. Hay là te đi kiếm chỗ khác để chơi. Đi thêm một đoạn nữa thì mình nhìn thấy cái trò chơi cướp biển. Thấy không có ai đứng xếp hàng nhiều nên là cũng tấp vô đứng chơi luôn. Ở trong đây nó sẽ có một số cái tàu cướp biển này, ở trên sẽ có những cái súng bắn nước đó mọi người. Mình sẽ ngồi lên những cái tàu đó, rồi cái tàu đó nó sẽ đi vòng vòng. Nó sẽ có những cái chòi, có một vài cái người sẽ đứng ở cái chòi đó để bắn nước, giống như là đấu xuống nước vậy các bạn. Đây mình quay lại cho các bạn, sau một lượt chơi là cả nhà mình ướt nhẹt luôn. Kiểu vừa mới từ trên khách sạn sửa soạn đẹp đẽ đồ đi xuống mà lần đầu tiên chơi là ngồi lên là ướt nhẹt luôn rồi đó. Để mình quay lại đây nè, ở đây có một cái tàu nè, nó chuẩn bị đi tới. Các bạn coi người ta đứng người ta bắn nhau nè. Lúc này là tại vì mọi người chuẩn bị vô có cá heo rồi nên là không có nhiều người đứng bắn lắm, chứ một xíu nữa là rất là vui luôn. Hai bên bắn nhau lạng sàng nào với mọi người. Đây nè, một cái con thì nó sẽ đi tới, nó có đi chậm chậm thôi chứ cũng không nhanh, để mọi người còn có đủ thời gian để bắn nhau nữa nè. Đó, mình sẽ ngồi trên cái thuyền đó quay cái này để bắn người ta. Mà cái cục này nó nặng dữ lắm nha mọi người ơi. Đây, kết quả sau một hồi chiến đấu là cả nhà mình không có ai mà còn nguyên vẹn hết các bạn. Kể cả bé nhỏ nhà mình cũng ướt như chuột lột từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Mặc dù là ướt nhưng mà công nhận là vui nha. Mọi người chơi hả, cười như lắc tẩy luôn. Lúc này là tôi mới thay tả chồng nhỏ xong đi ra, thấy hai cha con đứng công kích đứng bắn như người ta. Kết quả là ướt như chuột lột từ trên xuống dưới luôn. Nhưng mà cũng không có sợ, là tại vì thời tiết ở đây cũng khá là nóng. Khoảng 5-10 phút là quần áo tự động khô eo luôn. Tôi cũng mặc đồ ướt đi chơi lòng vòng đó. Cuối cùng thì tới bây giờ mình đã phát hiện ra là người ta đang có cái show cá heo. Cuối cùng cũng bon chen tới đây để coi được rồi nè. Các bạn cùng nhà mình coi show cá heo một xíu nha. Sau khi ngắm cá heo xong thì nhà mình còn đi ngang qua cái bể có cá đuối này nè các bạn. Ở chỗ này nó có một cái đặc biệt là mình có thể sờ vào những con cá đuối luôn. Vì ở đây người ta làm nước rất là nông luôn á các bạn. Các bạn coi này, có cái loại cá đuối nhỏ, cá đuối lớn. Và cái con cá đuối nhỏ nhỏ này nè thì nó sẽ thường bơi xung quanh cái thành bể và dơ cái vây của nó lên để mọi người có thể đụng vô. Ở đây thì nó có cái biển cảnh báo nha, các bạn chỉ được đụng vô cái vây thôi chứ không có được đụng vô cái đuôi hoặc là cái miệng của nó. Ở đây còn có dịch vụ đứng ở trong bể để cho ăn nữa nha. Cái dịch vụ đó thì cũng khá là thú vị nhưng tiền thì nó cũng khá là chát nha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi coi những cái con vật khác nha. Và đây là nhà mình đi vào trong cái thủy cung. Nó có một cái thủy cung nhỏ bên trong, sẽ có một số cái loài cá, có rùa nè, cũng như có một số cái loài cá mập nữa. Nó cũng không có lớn lắm, mình đi khoảng chừng mấy phút là sẽ hết cái thủy cung nhỏ này rồi. Và sau đó là chúng mình đi săn
đi săn đi coi ngắm cái con gấu Bắc Cực nè. Trời ơi, lần này là mình gặp may á, chứ mấy lần trước đi tới là coi cái bể không thôi à, không có nhìn được nó đâu. Mà bữa nay nhìn tới đúng lúc người ta đang cho nó ăn, chỉ nhìn coi nó được khoảng chừng 5 phút, nó ăn xong là nó đi vô à. Ở trên cái biển á thì nó đè có tới 4 con lận, nhưng mà tới lúc mà mọi người tới coi á, nó trốn đi hết trơn rồi, không còn con nào luôn. Còn đúng một con nhà mình coi được, nó ăn xong mà nó cũng bảnh đích, nó bỏ ở trong hang luôn. Tại vì thời tiết nóng lắm, nó đâu chịu được nóng đâu, chắc ở bên trong cái điều hòa hay gì vậy. Sau khi mà xem xong những cái con thú đó thì cũng đã khá trễ rồi, nên nhà mình di chuyển tới khu trò chơi thì đúng ngay cái giờ mà người ta đang tổ chức một cái show cho trẻ em nè. Đây là cái show Ninja Turtle, cũng khá là vui luôn đó. Các bạn có thể coi nè, mọi người nhảy múa với tiếng nhạc, rồi còn có những cái màn biểu diễn đánh nhau với kẻ xấu nữa. Các bé nhà mình với các bé xung quanh rất cực kỳ là hào hứng luôn. Một ngày thì nó sẽ có khoảng 2-3 show, và những cái show đó thì nó kéo dài khoảng 30 phút một show. Các bạn nhớ để ý lịch coi của những cái show, kể cả là show cá heo cũng như là những cái show của Ninja Turtle, Paw Patrol này, để cho các bé nhà mình được tham gia nha. Sau khi những cái show này kết thúc thì nhà mình bắt đầu đi ra chơi cái trò chơi, ví dụ như là cái con tàu chuối nè, cái con sứa, nó quay vòng vòng này nè. Trời ơi coi, chơi cái này chỉ có ông con mình thích thôi, còn hai vợ chồng mình là muốn nhức cái đầu luôn. Nói chung là ở trong cái khu trò chơi này cũng có rất là nhiều trò chơi, mà tại vì mình mua vé vào cổng là nó đã bao gồm tất cả những trò chơi này rồi, thì cũng mình là chỉ biết đi xếp hàng và chơi thôi. Thì nói chung là bữa nay mình đi gần cái Noel á, nên là cái số lượng người tới cũng khá là đông, nhưng mà cũng không có đến lúc đông lắm, khoảng chừng nửa tiếng cho tới 45 phút một trò chơi thì các bạn có thể chơi được rồi. Nhưng mà năm ngoái mình đi vào cái dịp đúng ngày Noel luôn, thì mọi người vào đứng xếp hàng nhiều khi hơn cả tiếng một trò chơi lận, và trời thì rất là nắng nóng. Những cái trò chơi mà mình quay ở đây thì chủ yếu là trò chơi của con nít thôi, tại vì mình có nhiệm vụ là phải dắt đứa nhỏ của nhà mình đi chơi nữa mà. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số trò chơi cho nít mạnh cho người lớn nữa, nhưng mà những cái trò đó đa phần là những cái trò ở trên không, người mình sợ lắm, không có dấu coi. Và đây là tới cái giờ của cái show thứ hai là Paw Patrol, những cái chú chó cảnh sát này nè. Mấy bé nhà mình thì phải coi đủ hai show mới chịu về. Còn đây là cái khu mà đi ra cái khu trò chơi của người lớn á, như mọi người coi nè, ở đó là cái trò tàu lượn siêu tốc, nó rất là ghê luôn. Còn ở cái phía bên này á là có cái trò chơi gì mà người ta đi cao thiệt là cao ở bên trên cái cây đó đó, và nó quay vòng kéo lên kéo xuống, từng đứng ở dưới nhìn thôi rồi mình còn thấy nhức đầu luôn các bạn ơi. Nhưng mà nói chung á là cảm thấy rất là đẹp nha, trang trí này nọ là gọi như là các bé với lại người lớn ai cũng thích hết nha. Về cơ bản thì những cái trò chơi ở đây nó cũng chỉ khoảng mười mấy trò thôi, thì các bé cứ xếp hàng lần lượt chơi tất cả những cái trò đó. Nhà mình chơi tới khoảng 4-5 giờ chiều gì đó bụng quá, nên là nhà mình quay trở lại khách sạn để ăn. Cái ngày mà mình ở đó thì ở cái khu resort của mình có cái nhà hàng nó làm mở tiệc barbecue nướng ở bên dưới cái chỗ mé gần bờ biển á, nên là bây giờ mình đang đi xuống dưới đó để order đồ ăn mang về trong phòng ăn. Tụi nhỏ của nhà mình quá mệt mỏi, không muốn hưởng thụ cái không gian này nữa rồi, nhưng mà mình thì rất là thích cái khung cảnh ở đây nè. Mình quay lại cho các bạn coi nha. Nếu như mà gia đình của các bạn muốn ngồi ở bên ngoài ăn chiêu chiêu, hưởng gió biển, chơi các trò chơi rồi ngồi ngắm sao trời nói chuyện tán gẫu, thì đây là một cái địa điểm tuyệt vời luôn nha. Đây là cái khung cảnh ở phía bên trên cái quả đồi nhìn xuống dưới biển đó. Còn phía dưới nữa, mình sẽ đi xuống dưới cho các bạn coi nha. Đây nè, đây là cái nhà hàng ở kế bên cái bãi biển. Nhà hàng ngày hôm nay sẽ làm đồ nướng, rồi còn có một số cái đồ ăn khác nữa. Bên cạnh đó thì còn có khu vui chơi nước và cái hồ bơi ở khu bên này cho các bé nữa. Các bạn có thể ngồi trong nhà hàng chiêu chiêu ngắm gió biển, ngắm tàu thuyền, nghe nhạc du dương, cũng như là cho các con của các bạn vừa ăn ở đây vừa tắm biển ở kế bên nữa. Trời chiều thì nó cũng không tới lúc lạnh lắm đâu, thời tiết của nó vẫn còn khá là ấm áp, nên các bé và các bạn cũng có thể hưởng thụ bữa tối cạnh bể bơi và nhìn ra khoảng cạnh biển nữa. Cái buổi tối ở đây nó rất là vui vẻ và ngọt ngào đúng không các bạn?
Vậy mình đáng đi ra một xíu nữa cho các bạn coi cái cảnh biển nhìn như thế nào nha. Tới khúc này thì video của mình cũng gần kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình nha. Hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho cái kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Mình sẽ review một cái công viên trò chơi khác nữa ở Queensland Úc nha. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.